Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì là thời điểm tháng 7 năm 2023, thì bên em vừa mới đăng ký một chiếc xe Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn là màu đen về để tiện làm video cho anh chị luôn. Thì thời điểm tháng 7 này là thời điểm được giảm thuế, thì lăn bánh chiếc xe Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn này chỉ cần khoảng tầm 660, và nếu mà chị lấy bản cao cấp thì thêm 40 triệu giúp em là lấy bản cao cấp. Thời điểm này thì thứ nhất là đang được đại lý hỗ trợ lên đến 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện. Ngoài ra còn được đại lý hỗ trợ thêm 50% thuế trước bạ nữa, nên là cái giá xe này lăn bánh nó rất là rẻ. Thì tiện hôm nay em có một chiếc xe là đã hoàn thiện, cũng đã đăng ký ra biển rồi, thì em sẽ quay cho anh chị. Thứ nhất là thông báo cho anh chị về giá xe của Veloz thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì cũng để xem anh chị tham khảo xem là chiếc xe này đã lắp những gì. Thì chiếc xe này đang được thứ nhất là ở bên ngoài, tổng quan anh chị nhìn thấy là phim nó đã dán đen rồi này. Phim được dán đen, phim cách nhiệt chống tia UV. Kính lái thì được chọn cái màu sắc vừa phải, độ xuyên sáng vừa phải để đảm bảo cái tầm nhìn. Ngoài ra thì tầm kính sườn thì để đảm bảo cái chống tia UV cũng như là độ riêng tư, thì sẽ sơn cái màu nó dán cái màu sẽ tối hơn. Còn phía bên trong nội thất thì anh chị sẽ thấy là được trải sàn da này để chống hôi cũng như là chống cháy. Còn ở bậc vô lăng, ngoài ra thì chủ xe cũng yêu thích là tặng cũng lắp thêm một cái tượng Phật ở phía bên mặt tablo. Ngoài ra nữa thì ở đây sẽ có là cái camera hành trình. Chủ xe này thì cũng cẩn thận là bọc thêm cả cái ni lông trần nữa. Một cái nâng cấp em cũng nghĩ là cũng hợp lý là chiếc xe này là chủ xe đã chọn là nâng cấp ghế da pha nỉ lên thành cái toàn bộ là da của Toyota. Thì đây là anh chị nào mà mua xe Toyota thì có thể lựa chọn thứ nhất là màu sắc ghế này, về pha màu, phối màu cũng như các chi tiết khâu quả chám này hoặc là chi tiết khâu dọc thì bên em đều có thể đáp ứng đủ tất cả các loại ghế, tất cả dòng xe cho anh chị. Đây là em quay một vòng cái ghế cho anh chị xem nhé. Ghế này ở trong Toyota làm luôn anh chị ạ, tất cả những phụ kiện bảo hiểm các thứ thì bên em đầy đủ hết dịch vụ. Ghế thì được chủ xe chọn màu đen, khâu với họa tiết là chỉ màu xám để nó phù hợp với cái chi tiết trong nội thất của xe, zin của xe rất là đồng bộ cả ba hàng ghế. Chiếc xe này thì nếu anh chị quan tâm đến vấn đề trả góp thì với phiên bản tiêu chuẩn thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 170 triệu là mang xe về rồi. Còn nếu mà anh chị lấy phiên bản cao cấp thì chuẩn bị giúp em khoảng tầm 180, đầy đủ cả phụ kiện bảo hiểm. Bên cạnh đây thì em cũng có một chiếc màu trắng ngọc trai thì anh chị cộng em 8 triệu giúp em. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về chiếc Veloz của bên em. Veloz ra biển khoảng tầm 660 là thời điểm cũng giá quá đẹp để anh chị lấy xe rồi. Đây là phiên bản tiêu chuẩn này, còn đây là phiên bản cao cấp. Hai bản nội ngoại thất nó cũng tương tự như nhau, khác nhau về một số cái tính năng an toàn cũng như hỗ trợ người lái. Vâng, em xin phép là kết thúc video tại đây và xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.